chế độ sao chụp trên máy photocopy Tico. Chúng ta ở trên màn hình chúng ta nhìn thấy các biểu tượng. Ở đây là cái chế độ ghép trang, tức là chúng ta ghép hai trang giấy, tức là hai tờ một mặt và một tờ giấy hai mặt. Thì khi mà muốn chọn chế độ này, chúng ta chỉ cần chỉ tay vào ở trên màn hình, nó hiển thị màu vàng là cái chế độ chúng ta đã chọn. Chúng ta muốn chụp chế độ hai mặt, chỉ tay vào hai mặt. Chúng ta muốn chia bộ, chỉ tay vào biểu tượng chia bộ. Tất cả đã hiển thị trên màn hình. Vậy chúng ta cần photo chức năng nào, chúng ta chỉ cần chỉ tay chọn nhận vàng là chúng ta bắt đầu photo. Đó là tôi sẽ thao tác một cái chế độ photo hai mặt. Chúng ta chọn hai mặt. Nhìn ở trên cái màn hình của máy, tất cả các biểu tượng ở đây cũng đã ghi rõ ràng là chúng ta muốn photo chế độ nào, chúng ta chỉ tay vào cái biểu tượng và màn hình sẽ hiển thị chế độ vàng và chúng ta bấm start, chúng ta chụp.